Ca sĩ Ngọc Anh đi qua biến cố, cảm nhận cuộc sống quá mong manh. Ngọc Anh đón nhận nhiều thử thách thời gian qua khi chồng bị tai biến còn chị phẫu thuật khối u. Nhưng với nữ ca sĩ, khi đi qua thử thách và khó khăn càng khiến chị trân trọng và yêu thương hơn cuộc sống hơn. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, năm 2018, ca sĩ Ngọc Anh kết hôn cùng chồng người Mỹ, anh John Gallander. Nữ ca sĩ không ngần ngại chia sẻ về tổ ấm mới của mình, cho biết con trai riêng của chị rất hòa thuận với chồng mới. Tuy nhiên, chỉ sau một năm kết hôn, anh John Gallander bị tai biến, gần như liệt nửa người phải cấp cứu. Chị được yêu cầu ký giấy cam kết để bác sĩ can thiệp phẫu thuật. Sau 3 tuần đầu tiên, tôi như một con robot được lập trình, không cho phép mình yếu đuối vì lúc này phải thật mạnh mẽ để chống chọi lại mọi việc. Sau đó, mình mới cảm thấy sợ vì không nghĩ mình đã vượt qua được, mình khóc và tự an ủi mình nhiều hơn. May mắn, sau 3 tuần anh đã được trở về nhà. Tuy hiện tại vẫn phải trị liệu để hồi phục nhưng mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều, anh cũng vô cùng bản lĩnh, chưa từng kêu ca, sống rất vô tư, Ngọc Anh tâm sự. Chia sẻ thêm về người chồng Mỹ, Ngọc Anh cho hay gặp ông xã là một điều may mắn, là cái phao mà chị tìm thấy giữa lúc sắp chết đuối giữa những sự cô đơn. Tôi nghĩ mình là người mà nếu không yêu sẽ không sống nổi, từ ngày xưa đã như vậy. Anh John là người cho tôi cảm giác muốn về Việt Nam nhiều hơn. Đợt dịch bệnh, anh John bật YouTube và nghe thấy bài Bonjour Việt Nam. Tôi đã bật khóc hu hu như một đứa trẻ, nữ ca sĩ tâm sự. Sau biến cố của chồng, Ngọc Anh cũng vừa phẫu thuật khối u. May mắn là mọi thứ đã ổn định. Sau phẫu thuật, Ngọc Anh lạc quan và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc đầu mình rất sợ, liệu phẫu thuật có thành công không, rồi sau phẫu thuật sẽ như nào. Nhưng may mắn mọi thứ rất ổn định, phẫu thuật xong sức khỏe ổn định, mình ăn uống thế nào đều vào bản thân hết, nữ ca sĩ chia sẻ. Trải qua những khó khăn dồn dập khiến nữ ca sĩ thay đổi nhiều trong suy nghĩ. Nếu trước đây chị luôn cân nhắc khi làm gì đó, còn bây giờ, nữ ca sĩ luôn tâm niệm hãy trân trọng ngày hôm nay, khoảnh khắc này. Vừa trở về Việt Nam để tham dự live concert trở về ngày yêu thương tại nhà hát lớn ngày 1 và mùng 2 tháng 7. Ngọc Anh cho biết trước kia chị rất sợ nóng và không về Việt Nam vào mùa hè nhưng từ sau dịch Covid-19, sức chịu đựng của chị mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi thấy cuộc sống quá mong manh và bây giờ với tôi, mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Bây giờ không còn là lúc tôi phải sợ chuyện yêu thương mong manh nữa. Không phải lúc lo ai sẽ lừa dối ai nữa, không phải nơm nớp lo cơm áo gạo tiền nữa mà là sợ không biết còn bao nhiêu lâu để được sống trong tình yêu của nhau, còn mấy cái 10 năm để được nắm tay nhau mỗi ngày. Tôi luôn hết lòng hết sức để không bao giờ phải hối tiếc, chưa bao giờ sự trở về có ý nghĩa với tôi như vậy, Ngọc Anh trải lòng. Trở về ngày yêu thương với những tuyệt phẩm về Hà Nội có sự góp mặt của các ca sĩ Ngọc Anh, Tùng Dương, Bằng Kiều, Quang Dũng. Ca sĩ Tùng Dương cho biết đã lâu anh chưa đứng chung sân khấu với Bằng Kiều, từ sau concert Bộ Tứ Sông Hồng mà nam ca sĩ mời đàn anh làm khách mời. Mỗi ca sĩ sẽ là một phong vị riêng, một cảm xúc riêng về Hà Nội. Tôi sống tại Việt Nam, sống trong lòng Hà Nội nên tôi cũng mang tình cảm thân thương, gần gũi nhất khi hát về Hà Nội. Còn anh Bằng Kiều, chị Ngọc Anh sống bên Mỹ trở về mảnh đất, cả hai đã gắn bó và nhiều kỷ niệm nên sẽ có những cảm xúc rất đặc biệt, Tùng Dương cho biết. Giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Sơn Thạch, bật mí Tùng Dương và Ngọc Anh sẽ song ca hai bài là Chạy Đi Sông Ơi và Không Thể và Có Thể. Bên cạnh đó, Tùng Dương sẽ khoe giọng với những ca khúc như Mùa Thu Cho Em, Mẹ Tôi, Ngày Chưa Giông Bão.